Ngày 19 tháng 8, huyện Cờ Đỏ đã tổ chức lễ xuất quân xây dựng căn cứ chiến đấu giả định phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024 tại trường bắn đồng bằng sông Cửu Long, xã Đông Thắng. Căn cứ chiến đấu giả định phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024 tại trường bắn đồng bằng sông Cửu Long, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ có quy mô 8 hectare với nhiều hạng mục công trình phục vụ cho công tác diễn tập, bao gồm các khu vực bố trí nơi sinh hoạt làm việc của huyện ủy, ủy ban nhân dân, các sở ban ngành huyện, khu quân sự, công an, các trận địa, vật cản, công trình chiến đấu bảo vệ căn cứ, hầm ẩn nấp, hào giao thông, công trình hậu cần, kỹ thuật. Với sự tham gia của trên 124 cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng công an huyện. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia xây dựng đầy đủ các thành phần thế trận của từng bộ phận trong căn cứ chiến đấu giả định, sát địa hình, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong khu vực phòng thủ, đúng ý định của ban chỉ đạo diễn tập thành phố và huyện.